Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn Cảnh 24 giờ. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua. Sau đây là phần tin chi tiết. Chiều 20 tháng 5, ngay sau khi Quốc hội tán thành thông qua nghị quyết về việc bầu Chủ tịch Quốc hội khóa 15, ông Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức theo quy định. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ trước Quốc hội tại kỳ họp thứ 7. Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng, trước Quốc hội Trước đồng bào cử tri cả nước, tôi, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Phát biểu nhậm chức ngay sau đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thành Mẫn trân trọng cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội khóa 15 đã tín nhiệm bầu ông giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ông Trần Thanh Mẫn bày tỏ, đây là niềm vinh dự to lớn, đồng thời là trách nhiệm cao cả của tôi trước đảng, nhà nước và nhân dân. Trong giờ phút trang nghiêm, tân Chủ tịch Quốc hội bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đến Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Xin tri ân các bậc lãnh đạo tiền bối, lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, các gia đình liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với đất nước chủ tịch quốc hội cũng trân trọng cảm ơn về sự lãnh đạo chỉ đạo đúng đắn sâu sát của ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư của tổng bí thư nguyễn phú trọng cảm ơn các vị đại biểu quốc hội đồng bào cử tri cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài các nước các tổ chức cá nhân bạn bè quốc tế đã giúp đỡ chia sẻ để đất nước việt nam ta chưa bao giờ có được cơ đồ tiềm lực vị thế uy tín quốc tế như ngày nay chủ tịch quốc hội cho biết luôn nhận thức sâu sắc rằng dù ở vị trí công tác nào cũng phải luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh kiên định đường lối đổi mới của đảng đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc và quyền lợi ích hợp pháp nguyện vọng chính đáng của nhân dân nắm vững và nghiêm túc chấp hành đường lối chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước kiên định nhất quán và giữ vững nguyên tắc làm việc của đảng và pháp luật trước khó khăn, thách thức mới của đất nước. Cùng với đó, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, nghiêm túc tự soi, tự sửa, tự phê bình và phê bình, gương mẫu về đạo đức, lối sống trong công tác cũng như trong cuộc sống của bản thân, gia đình. Tự hào về Đảng quang vinh, bác Hồ vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng, kỳ vọng vào tương lai phát triển của đất nước để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Chủ tịch Quốc hội Trần Thành Mẫn xác định phải nỗ lực quyết tâm cao nhất để cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thành công mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, nhân dân ấm no, hạnh phúc. Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn được hiến định trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó, ông nguyện cống hiến hết sức mình, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, cùng Quốc hội, tập thể Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cả về công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Tiếp tục tăng cường công tác đối ngoại của Quốc hội cùng với hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Phát huy dân chủ, đoàn kết, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thực sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Chủ tịch Quốc hội cũng mong ban chấp hành Trung ương Đảng Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị đại biểu Quốc hội, các cơ quan, ban ngành, cử tri và nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, các nhân sĩ trí thức, bạn bè quốc tế, các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục ủng hộ, đồng hành, giúp đỡ, tạo điều kiện để ông hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngay sau đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đại diện lãnh đạo Đảng, nhà nước tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thành Mẫn.